các bạn ơi, mình thấy ở đây có rất là nhiều những con khủng long đang chơi đùa ở trong cái khu đất này nè các bạn. Đây mình thấy có rất là nhiều những con Velociraptor, thêm 3 con Velociraptor, một con Carnotaurus nè các bạn. Con Carnotaurus màu đẹp quá đi, có một con khủng long đầu búa. Cái đầu của đó các bạn, ui một cục ha, rất là chắc khỏe đó. Có một con khủng long Torrigisaurus nữa nè các bạn. Đâu một con T-Rex xuất hiện các bạn ơi. Liệu có nguy hiểm gì cho những con khủng long nhỏ bé kia không đây? Nó cắn một con Carnotaurus nữa các bạn. Con khủng long T-Rex này thật là quá to khổng lồ đi. Con Carnotaurus quá nhỏ bé rồi. Tiếp theo là những con Velociraptor. Một cắn một thôi các bạn. Con T-Rex này thực sự quá hung ác và quá mạnh. Tiếp tục nữa là một con Velociraptor đã chịu thua trước sức mạnh của T-Rex rồi. Cái con T-Rex này thực sự là quá là hung ác luôn, nó ăn hết mấy con khủng long luôn kìa các bạn. Vừa rồi đó là câu chuyện của mình. Còn đây là những món đồ chơi ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn nha. Hôm nay ở đây mình có rất là nhiều những con khủng long luôn. Để xem là hôm nay mình có những con khủng long nào nha các bạn. Có ai rất tò mò không nào? Để xem có những con khủng long nào đây. Đầu tiên có một cái đầu con khủng long T-Rex màu đỏ rất là đẹp. Đó là con khủng long hung ác hồi nãy đó. Con mắt rất là đẹp nè các bạn ơi. Rất là nhiều răng sắc nhọn luôn. Cánh cửa mở ra rồi các bạn. Một con khủng long T-Rex bước ra. Tiếng gầm rất là to. Con khủng long T-Rex đây. Tiếp đến là một con khủng long. Đây là con Indominus Rex. Con này nó đang há cái miệng ra, nó đang gầm gừ, nó đang cao khét gì đấy nè. Đang chuẩn bị chiến đấu đó các bạn. Có màu đỏ, màu xanh, rất giống cái bộ quần áo người nhện luôn. Mình có nhện luôn kìa. Một cánh cửa nằm mở ra. Con Indominus Rex ống dài đang bước ra nè các bạn. Đang đánh hơi kìa. Mới ra mà nó có dự định săn mồi rồi. Đây mình có một con T-Rex rất là đẹp nè các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy bộ da của nó không? Hàm răng sắc nhọn làm rất là chi tiết và tinh xảo luôn. Đây là một con khủng long mình rất là thích vì cái độ chân thực của nó rất là cao. Thấy đẹp không các bạn? Tiếp tục mình giới thiệu với các bạn một con T-Rex nữa nha. Cái con này, cái phần mắt nè, nó có một cái bộ xương nhô ra trông rất là dữ tợn. Cái miệng này cử động được. Con khủng long nhìn ngầu quá các bạn ơi. Rồi để xem tiếp đến. Mình còn một con khủng long T-Rex nữa nha. Con này ngầu không kém các bạn. Con này thực sự rất là đáng sợ luôn. Nhìn bộ da rất là nhanh nheo, sần sù, xấu xí, hàm răng sắc nhọn kinh khủng. Nhìn con mắt của nó rồi các bạn. Con mắt màu vàng nhìn rất là ghê. Cái này hôm bữa mình chơi màu bị dính, mình rửa không đi rồi các bạn. Con khủng long này đẹp lắm đó nha. Con T-Rex đang đi dưới nước các bạn ơi. Nó đang đi bắt cá hay sao ta? Có vẻ ra đi kiếm cá hay sao đó các bạn. Cái tướng đi rất là oai vệ luôn. Đây mình có một chú tinh tinh màu trắng nha. Một chú bị tinh tinh. Đây có nhiều bạn thích gọi là King Kong đó nha. Bộ lông màu trắng rất đẹp. Gương mặt có vẻ hơi buồn xíu các bạn. Ở đây mình có một con long móng rất là dài. Đây là con Torrigisaurus. Cái móng, các bạn nhìn cái bộ móng vuốt nó rất là dài, rất là chiến đấu bằng những cái móng này đó, nó đâm vào đối thủ đó các bạn.
Còn khủng long này cách chiến đấu cực kỳ là thông minh luôn. Thế nên mình có một con cá siêu to luôn, con cá mập. Con cá mập này nó có những cái màu vàng vàng trên lưng vậy. Rất là đáng sợ, rất là đẹp nè các bạn. Hàm răng là rất là chi tiết, rất là nhiều răng. Ủa nó tới 3 hàm răng, sao cái hàm răng chảy trong kìa. Rất là nhiều răng các bạn. Đây là con cá mập nha, rất là đáng sợ ngoài biển luôn. Các bạn mà đi bơi nhớ cẩn thận cá mập nha. Đến là một chú khỉ kinh tông tiếp theo. Màu đen nha các bạn, hồi nãy là một chú màu trắng. Còn đây là một chú kinh tông màu đen. Rất là ngầu đó các bạn. Nhìn những cái cơ bắp tay rất là to, vai to. Màu đen cực kỳ đẹp luôn. Giờ tiếp đến là ai đây? Là một chú khủng long Indominus Rex tiếp tục. Chú khủng long này toàn là màu đỏ mà thôi. Chắc là một chú khủng long đột biến đây đó các bạn. Hàm răng của nó rất là lộn xộn, nhiều răng mà lại nằm rất là lộn xộn, không theo một cái trật tự nào cả. Màu đỏ nhìn rất là bóng bẩy luôn. Wow, ngón tay cực kỳ sắc nhọn, cánh tay rất dài. Ghê khỏi nói rồi. Tiếp theo là ai đây? Mình có một con khủng long cái này xíu, một bộ ngoại trang của Spider-Man đó nha các bạn. Có lần màu mắt rất là to luôn nha, rất là đẹp. Trên lưng nguyên một con nhện luôn, cực kỳ là giống người nhện luôn. Chắc là chú khủng long fan hâm mộ của người nhện các bạn. Rất là ngầu đúng không các bạn? Cực kỳ đẹp luôn. Ở đây mình có một con Indominus Rex, con này uống nước các bạn ơi. Wow, nó uống nước rất là ngon lành luôn kìa, có vẻ rất là khát nước ở đây. Ở đây mình có một con khủng long. Wow, đố các bạn, đây là khủng long gì nè? Đúng rồi, đây là con Styracosaurus đó các bạn. Con khủng long này nó có cái phần cổ đằng trước nó xòe ra rất là to như một cái lá chắn thế đó. Cái sừng đằng trước rất là dài các bạn. Long cực kỳ khỏe luôn đó nha. Nó không có ngại bất kỳ khủng long ở đâu đó. Ủi rất là ghê. Còn đây là một con Velociraptor nè các bạn. Đây là một khủng long cực kỳ rất là thông minh. Chúng săn mồi theo bầy đàn nha, và cực kỳ nguy hiểm đối với những loài khủng long khác. Bọn chúng khả năng phối hợp bầy đàn cực kỳ ăn ý luôn đó nha. Còn đây mình có một con khủng long đầu búa nhỏ. Cái đầu này, nhỏ khi mà nó lớn thì cái phần đầu của nó sẽ to và u lên đó các bạn. Đây là một con T-Rex nữa các bạn ơi. Wow, con này có vẻ đang rất là nhịn dữ đây. Trông rất là đáng sợ các bạn, cái chân cực kỳ to luôn. Đây có một chú khủng long, mình đầy giáp gai luôn. Đây là một con Ankylosaurus. Các bạn thấy không, cái lưng nó rất là cứng rồi. Nó chỉa gai nhọn ra, có thể phòng vệ cho bản thân nữa các bạn. Một cánh cửa đang mở ra và một con khủng long Ankylosaurus bất an. Cái bộ giáp trên lưng rồi rất là khỏe, nhìn mê quá bạn ơi, rất là cứng cáp. Đây mình có một con khủng long T-Rex nữa các bạn, màu đỏ trông rất là đẹp. Trời ơi, đôi mắt đẹp quá các bạn ơi. Mình thích con khủng long này ghê luôn, rất là đẹp luôn các bạn. Những cái răng rất là sắc nhọn, người ta làm rất là chi tiết luôn. Hôm nay mình ở đây mình có một con Carnotaurus nha, long hay sừng và có rất nhiều gai mọc ở sau lưng. Đỏ cực kỳ đẹp các bạn.
một cánh cửa mở ra. Wow, sâu trong rừng một con cano to đột đã bước ra đây các bạn. Ồ, có vẻ nó đang rất là hung hãn đi tìm thức ăn hay sao đó ta. Đến là một con tê giác, một chú tê giác có hai sừng luôn. À, bộ da màu xám, hơi tối tối màu tí. Chú tê giác này rất là hiền lành đó các bạn. Wow, một con khủng long cổ dài Apatosaurus rất là hiền lành nữa nè. Đây là một loài khủng long ăn cỏ đó nha. Bọn chúng rất là hiền và được rất là nhiều bạn nhỏ yêu mến. Ồ, cánh cửa mở ra nữa rồi các bạn ơi. Wow, con khủng long Apatosaurus thò cái đầu ra kìa các bạn. Những bước đi rất là chậm rãi luôn. Thân hình cực kỳ nặng nề và đồ sộ. À, tiếp đến, mình là có một con khủng long T-Rex nữa. Con này màu xanh, rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. À, các bạn thấy màu xanh này có đẹp không? Các bạn có thích không nào? Từ nãy giờ mình đã giới thiệu rất nhiều khủng long T-Rex rồi nha. Bạn nào thích khủng long nào nhất thì hãy comment cho mình biết với nha. Ồ, đây có một con Velociraptor nè các bạn. Đó, một con Velociraptor nhỏ xíu màu vàng. Nó đang là đưa hai cái tay lên đằng trước kìa. Để xem góc bên này. À, mình có một con cá sấu con nhỏ nhỏ xinh xinh. Tuy là cá sấu con nhưng mà răng nó vẫn rất là nhiều nha các bạn. Đó, hàm răng rất là nhiều, cái răng chĩa ra ngoài luôn đó nha. Đừng có đùa. Còn đây tục mình có một con khủng long Indominus Rex gai dài trên lưng. Haha. À, mình cái móng tay rất là dài, răng thì rất là sắc nhọn. Ồ, sợ không các bạn? Ồ, một con Indominus Rex đang nằm nghỉ rồi các bạn ơi. Chắc là nó hơi mệt mỏi sau chuyến đi săn hồi nãy. Ồ, đứng lên rồi. Thì là nó quyết định đi dạo này các bạn. Ồ, trời chạy nhanh vậy. Để đi đâu vậy Indominus Rex? Còn đây là một chú khủng long. À, tiếp tục lại là một con long Styracosaurus nha. Con Styracosaurus nhỏ hơn con lúc nãy. Ồ, và cuối cùng mình còn một con khủng long T-Rex màu xanh. À, cái miệng con này cử động nè các bạn. Tha hồ mà cạp cánh nha. À, rất là đẹp. À, cái màu xanh nhìn rất là tươi tắn luôn. Ồ, con khủng long T-Rex đang định làm gì đây? Ồ, có vẻ nó đang lấy hơi cho làm gì đó. Ồ, nó hít vào rồi. Wow, và tiếng gầm khủng long T-Rex đã kết thúc video ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye.